Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ngữ pháp N1 với mẫu câu Nara madashimo. Trước khi vào học thì vẫn như mọi lần chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện nho nhỏ sau đây. Này, các bạn thấy là các bạn có nhớ tên nhân vật này không? Chắc là các bạn không nhớ đúng không? Nhân vật này là nhân vật Genki-chan đúng không nhỉ? Genki-chan. Genki-chan là một bạn nữ đang học cấp 3, đang học trung phổ thông nhá. Thì các bạn theo dõi câu chuyện này. Quản lý đúng không? Quản lý tỏ thái độ rất là bực mình và nói là mata sarawata. Đấy. Thế là lại làm vỡ đĩa đấy à? Đấy, dùng có từ mata thì chúng ta biết là lại đúng không? Và bắt đầu trong đầu ông ấy là có các hình ảnh đây. Cầm một cái đĩa cũng làm rơi này. Rồi thì đang đứng dựa vào bàn cũng đành rơi cái đĩa này đúng không? Hay là lấy cái đĩa trên cao cũng làm rơi, rồi thì bê một chồng đĩa cũng làm rơi, với cái gương mặt trông rất là thất thần đúng không nhỉ? Có đây ít nhất là 4 lần và lần này lại làm rơi đấy, và cô bé chỉ biết cúi đầu nói là xin lỗi thôi. Vậy thì dựa thấy vào hình ảnh này, chúng ta sẽ có trong tiếng Việt chúng ta có cái cách nói đấy là gì đấy? Một lần hai lần thì còn được, một lần hai lần ta còn tha cho, chứ đây mày làm đến 4 lần, mày còn làm quá nhiều lần như vậy thì không được đúng không? Vậy thì với cách nói như vậy thì trong tiếng Nhật mình sẽ dùng cái gì đây? Chính là ứng dụng cái mẫu câu Nara madashimo nhá. Vậy thì trong trường hợp này nếu mà muốn nói như vậy, người ta sẽ nói như thế này này. Này. Ichido ya nido nara madashimo kimi wa nando mo onaji machigai o shisugi da zo. Đấy, nếu là một lần hai lần thì còn được. Nhưng mà em đã phạm cùng một lỗi quá nhiều lần rồi đấy. Đấy, tức là một lần hai lần mức độ thấp còn chấp nhận được, nhưng mà đây là quá nhiều thì về sau là thể hiện cái sự gì đấy, bực mình, khó chịu, bất mãn của người ta đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào mẫu câu này, tìm hiểu cách sử dụng của nó nha. Về mặt ý nghĩa thì nó nghĩa là nếu là thì còn được, nếu là thì còn đỡ, nhưng mà đấy, nếu là mức độ như phía trước thì còn được, thì còn chấp nhận được, thì còn đỡ. Thế nhưng mà đằng sau nó lại không phải như vậy, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cách sử dụng chi tiết hơn để cùng hiểu hơn về mẫu này nhé. Thứ nhất, đó là người nói cho rằng nếu mức độ như phía trước thì còn chấp nhận được, có thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu như mức độ ở đằng sau thì là quá đáng, không mong muốn. Đây, ví dụ như là nếu như một lần đánh rơi đĩa, một lần làm vỡ đĩa hay là hai lần ấy, thì còn chấp nhận được, có thể bỏ qua, không tính, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà tận bao nhiêu? Ví dụ như trên hình ảnh là tận 4 lần, hoặc có thể là nhiều hơn. Vậy thì mức độ như vậy là mức độ quá đáng rồi, không chịu được, gây khó chịu, đúng không? Thì cái mẫu này nó thể hiện cái điều đó. Phần nhiều trường hợp dùng để diễn tả sự bất mãn đấy, hoặc là bất ngờ của người nói. Ví dụ như câu trong phần phần đô như của chúng ta, đúng không nhỉ? Thì nó thể hiện cái sự gì đây nhỉ? Sự bất mãn của người quản lý, đúng không? Có một số dạng ngữ pháp tương tự, đấy là thay cái từ nara bằng từ wa thành ngữ pháp wa madashimo, hay hoặc là thay cái madashimo bằng tomokaku, nó sẽ thành nara tomokaku nhá. Thì đó là một số cái đặc điểm về cái cách sử dụng của mẫu câu này. Nó cũng không có gì khó lắm, cho nên là chúng ta sẽ cùng đi luôn vào cái phần cấu thành cũng như là ví dụ nhé. Về phần cấu thành này, thì mẫu câu này nó kết hợp chủ yếu với danh từ. Nếu là danh từ ấy thì sẽ ghép trực tiếp với nara madashimo hoặc là wa madashimo. Đấy, chẳng hạn các bạn theo dõi câu số 1 này. Boku no Nihongo ryoku dewa ryoko wa madashimo ryugaku nante muri desu. Đấy, với cái trình độ tiếng Nhật của tôi, với khả năng tiếng Nhật của tôi, đúng không? Du lịch thì còn được, du lịch thì còn đỡ. Đấy, nói bồi mấy câu hỏi tiền ikura desu ka hay là gì đấy, hay là mấy câu đơn giản ấy thì được, đúng không? Thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Nhưng mà du học là bắt đầu phải nghe giảng các thứ rồi, rất là khó, đúng không nhỉ? Vậy thì mức độ phía trước là chấp nhận được, nhưng mà mức độ phía sau là quá nhá. Thì đấy là cái câu ví dụ đầu tiên của chúng ta. Ở đây là chúng ta dùng với lại danh từ là ryoko,
và ghép với lại ngữ pháp là wa madashimo, đúng nhỉ? Tiếp theo câu số 2 này. Shiken no ato nara madashimo shiken zenjitsu ni eiga o mi ni iku to wa zuibun to yoyu ga aru desu ne. Đấy là gì đấy? Nếu là sau kỳ thi thì còn được. Đấy. Thế nhưng mà đây lại đi xem ngay trước, lại đi xem phim ngay trước ngày thi thì đúng là rảnh rang quá, đúng nhỉ? Ở đây các bạn lưu ý có một số cái từ nó tương đối là khó và được viết dưới dạng kanji. Ví dụ đây các bạn thấy đây là chữ tùy và chữ phân, chính là zuibun. Zuibun là kha khá tương đối ấy, nó giống kanari nhá. Và đây là từ yoyu. Yoyu này có nghĩa là cái sự rảnh rang, cái sự dư giả vân vân. Thì nếu là gì? Nếu là thi xong rồi ấy, thì không có gì phải bàn. Được đi xem phim giải tỏa stress thì được, thì chấp nhận được, thì đỡ, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái kiểu đâu mà lại gì nhỉ? Kiểu đâu mà lại xem phim ở ngay trước ngày thi? Đấy, ví dụ như là mai thi GLPT, đúng không? Hôm nay vẫn đi chơi. Thực ra thì bối cảnh kỳ thi GLPT thì thực ra cũng không tệ lắm đâu, đúng không nhỉ? Nó sẽ làm cho chúng ta giải tỏa stress hay là làm cho chúng ta thoải mái một chút, đúng không? Học thì học trước đấy rồi, và đến cái trước ngày thi có giải tỏa stress một chút cũng không sao. Nhưng mà sợ là trước không có học gì và đến ngay trước ngày thi cũng không học gì thì là một vấn đề đấy nhá các bạn nhá. Thì trong trường hợp này cái người này có vẻ gì nhỉ? Cái người này có vẻ tỏ thái độ khó chịu, đúng nhỉ? Đấy, cảm thấy là cũng hơi bất ngờ với lại cái người kia, là tại sao là ngay trước ngày thi mà lại đi xem phim như vậy. Đấy, đúng là rảnh, đúng là kiểu không biết lượng sức mình ấy. Tiếp theo này, một dạng nữa hay đi kèm với mẫu câu này đấy là dạng động từ. Thì với dạng động từ ấy, người ta hay chia dưới dạng thể thường nhá. Thể thường futsuke cộng với lại nara madashimo. Đối với lại wa madashimo, người ta hay có thêm từ no ghép vào với lại động từ thể thường. Đấy. Động từ thể thường là gì thì các bạn biết rồi, đúng không? Veru, veteiru, venai, đúng không? Veteinai, veta, veteita, vân vân. Ví dụ câu số 3 này. Nagaku tsukiatte iru nara madashimo tsukiatte 1 kagetsu de kekkon suru kekkon nante shinjirarenai yo. Nếu hẹn hò lâu rồi thì còn được, thì còn đỡ. Đằng này hẹn hò 1 tháng mà đã cưới thì không thể nào tin nổi, đúng không? Đấy. Hẹn hò lâu, tìm hiểu nhau lâu, biết về nhau thì cưới thì ok, không sao, chấp nhận được. Nhưng mà mới có hẹn hò có 1 tháng mà đã cưới thì thật là không thể tin được, đúng không nhỉ? Thể hiện cái cảm giác bất ngờ của họ nhá. Thì các bạn thấy là với cái để thể hiện cái sự bất ngờ và nhấn mạnh về sau thì người ta hay dùng cái dạng ngữ pháp gì đây nhỉ? Nam tề hay là tổ ạ. Đấy. Câu số 4 này. Ano hito pasokon ga tsukaenai no wa madashimo keitai mo tsukaenai dashi yo. Là cái con người kia kìa. Cái việc mà không dùng được máy tính thì còn đỡ, thì còn chấp nhận được, thì còn tạm. Đây nghe nói là ngay cả điện thoại cũng không biết dùng, đúng nhỉ? Máy tính nó khó. Máy tính mức độ khó cao hơn thì không dùng được, không biết dùng thì thôi bỏ qua không sao, nhưng mà điện thoại dễ dùng hơn rất nhiều mà không biết dùng thì cũng không biết phải nói sao cả, đúng không nhỉ? Cảm giác rất là bất lực. Câu số 5 nhá. Kodomo no itazura nara ma tomokaku. Ở đây là thay madashimo bằng tomokaku. Otona no shita koto datara yurusarenai. Nếu là trò nghịch của trẻ con thì thôi không nói làm gì. Nhưng nếu là việc người lớn làm thì không thể tha thứ được. Đấy. Ví dụ như là một cái trò nghịch nào đó, đúng không? Gây ra cái thiệt hại nhỏ nhỏ thôi ấy. Thì trẻ con nó nghịch thì không sao, thì chấp nhận, thì bỏ qua. Nhưng mà người lớn ấy, mức độ cao hơn, đúng không? Thì sẽ không cho phép. Thì thông thường các bạn để ý này, thường là đằng sau, thường là vế sau của những cái mẫu câu nara madashimo nó thường là thể phủ định, đúng không? Ví dụ nhá, câu 5 này, yurusarenai này, tsukaenai này, shinjirarenai này, đúng không? Đấy, rồi thì muri. Có mỗi cái câu số 2 ấy là gì nhỉ? Nó không dùng thể phủ định thôi, thì các bạn thấy là đây có thể là một đặc điểm các bạn có ghi nhớ thêm vào. Ở đây sensei không cho vào phần cách sử dụng bởi vì là nó cũng không phải là đặc trưng hoàn toàn, nhưng mà các bạn có thể lưu ý cái đó để dùng nha. Rồi đấy là một số cái cách sử dụng cũng như là ví dụ, đúng không nhỉ? Về mẫu câu này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để
ghi nhớ hơn về nó nha. Đây, chúng ta sẽ có hai câu này. Câu số 1 này. Nếu khoảng 5 phút thì còn đỡ, chứ kiểu đâu mà nửa tiếng ấy thì tôi không đợi được, đúng không nhỉ? Ví dụ đứa bạn nó, đứa bạn hẹn nhau đi chơi đúng không? Nó bảo là à, có thể là tao muộn tầm 30 phút, 1 tiếng đấy. Thì mình mới nói nó câu như thế này, đúng không nhỉ? 5 phút thì còn tạm, 5 phút tao còn đợi được, 5 phút tao còn chấp nhận. Nhưng mà nửa tiếng ấy là không được. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ viết như thế nào đây? Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết cái vế gì đấy, cái vế mà người ta chấp nhận được đúng không? Vậy thì nếu khoảng 5 phút thì còn đỡ sẽ là như thế nào đây? À, chúng ta viết đơn giản thôi, đấy là 5 phút là gì nhỉ? Go hừng, đúng nhỉ? Đấy. Đây, go hừng khoảng sẽ là cứ đây. Go hừng cứ đây. Chúng ta sẽ thêm vào gì nhỉ? Chúng ta sẽ thêm vào vế sau, đấy là nara madashimo. Nhá, là xong cái vế là nếu khoảng 5 phút thì còn đỡ. Vế sau này, chứ kiểu đâu mà nửa tiếng ấy, thì tôi không đợi được, đúng không? Nửa tiếng sẽ là 30 phút, đúng không nhỉ? 30분. Đấy, đúng không? 30분 nante. Chúng ta thêm thằng này vào để thể hiện cái sắc thái là kiểu mà, đúng không nhỉ? Cái kiểu đâu mà ấy. 30분 nante. Đấy. Tôi không đợi được sẽ là gì đây? 待てないよ, đúng không? Nếu mà nói với lại người bạn bè quen, đúng nhỉ? Thì chúng ta có dùng thẻ matenayo nhá. Còn nếu mà nói với lại người lạ, cũng không phải là lạ mà người mới quen, các bạn dùng thẻ lịch sự matemaseyo, đúng nhỉ? Như vậy cái câu này của chúng ta sẽ là gofun kurai nara madashimo. Đấy, 30분 nante matenayo. Câu số 2 này. Nếu là bạn thân thì còn được, chứ tôi không thể cho người mới quen vay tiền đâu. Ví dụ như là một bạn gái rất là xinh đẹp, đúng không? Tự nhiên kết bạn Facebook mình. Tự nhiên thấy bạn ấy đang hí hửng là có người có gì nhỉ? Có người xinh đẹp làm quen, vui. Ai ngờ là lúc sau bạn nhắn tin cho mượn mấy triệu, đúng không? Thì thấy bất ngờ quá. Thì mình mới nghĩ ra trong đầu, hoặc mình nói với bạn câu này. Nếu là bạn thân thì còn được, chứ tôi không thể cho người mới quen vay tiền đâu. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ viết như nào? Nếu là bạn thân thì còn được, đúng không? Bạn thân của chúng ta sẽ là từ xin you nhá. Đây, từ này, chữ thân và chữ hữu. Các bạn lưu ý này, nhiều bạn sẽ hay dùng từ yujin. Từ yujin mới chỉ là bạn thôi, mới bằng từ tomodachi thôi, nó chưa đến mức thân đâu. Đấy, nếu thân các bạn phải thêm từ shitashi phía trước. Đây, các bạn lưu ý đấy. Còn bạn thân ấy, nó sẽ là từ xin you. Như vậy là nếu là bạn thân thì còn được, đúng nhỉ? Sẽ là xin you wa, đúng không? Ở đây ở trên dùng nara madashimo, thì ở dưới chúng ta sẽ dùng khác đi một chút nhá. Xin you wa madashimo, đúng nhỉ? Chứ tôi không thể cho người mới quen vay tiền. Vậy thì người mới quen sẽ là gì? Đấy, vấn đề là đây, các bạn muốn viết được câu đúng, muốn nói được đúng ấy, các bạn phải dùng được chính xác cái từ đấy. Vậy thì người mới quen, đúng không? Các bạn có từ quen biết ấy, sẽ là gì đây? Quen biết sẽ là từ shiriau, đúng không nhỉ? Động từ shiriau. Vậy thì vừa mới theo cảm nhận, đúng không? Không thể là vừa mới chính xác về mặt thời gian được, là dùng tokoro. Nhưng mà đây là vừa mới theo kiểu cảm nhận, là mới cách đây vài tiếng hay là mới mấy hôm, thì các bạn dùng tabakari, đúng không nhỉ? Vậy sẽ là shiri atta bakari, đúng không nhỉ? Nohito. Đấy, như vậy là các bạn đã được cụm là người mới quen nhé. Shiri atta bakari nohito. Vậy thì cho người mới quen sẽ là gì nhỉ? Đây, niwa, đúng không? Để thể hiện cái sắc thái là đối lập ấy, cái bạn thân thì được ấy. Ở đây các bạn đã dùng qua rồi, thì ở đây các bạn cũng sẽ dùng qua nhá. Niwa này, cho ai đó mượn tiền thì dùng trợ từ nhĩ. Do vậy ở đây sẽ là niwa. Tiền sẽ là okane wa, đúng không nhỉ? Nhấn mạnh này, kasenayo. Đó. Như vậy là cái câu đầy đủ của chúng ta sẽ là như thế này. Shinju wa madashimo shiri atta bakari no hito ni wa okane wa kasenai yo. Đó, thì đấy là cái cách chúng ta thành lập câu. Các bạn hãy tự nghĩ ra những cái câu riêng của bản thân và luyện tập nhá.
thì các bạn hãy xem thật kỹ video, cũng như là gì nhỉ, theo dõi các video ở trên kênh YouTube và trên fanpage Anh Sensei. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.